chạch bạn ơi. Chạch thì thường là không phải mổ luôn. Đó. Để xiên chặt vào đây. Ai thích ăn ruột chạch thì ăn, không ăn ấy, thì rất bỏ. Ruột nhưng không cần giật. Hầu hết là ăn. Đấy. Đây để tí nữa cắm vào đây úp nồi lại. Đó là tuyệt vời luôn. Người ta ăn cái lẩu gì nhỉ? Lẩu gì mà không phải mổ cá sống này này cho vào anh nhỉ? Cá kình à? Cá kìm, cá kùm gì ấy. Thôi, ăn chẳng ngon bằng mấy con chạch nướng này anh nhỉ? Phải gọi là hết giờ. Nga, mình cắm vào lỗ xiên. Ok. Bây giờ bắt đầu cắm xuống nha mọi người nhá. Má này ta phải rùi lỗ trước để mình cắm vào mọi người ạ. Cho nó chắc. Anh cứ rùi sẵn đi rồi cắm. Đấy, cắm dần đi. Đây nha mọi người nhá. Anh em mình đã hoàn thành rồi. Đã hoàn thành siêu phẩm rồi đấy, thấy chưa? À, bây giờ nhá. Cho sẽ bọc lá sen xung quanh này thì để cho nó đỡ bị cháy cái mép ngoài á. Không biết ngon hay không nhưng mà mép ngoài. Em nghĩ là hấp dẫn đấy. Đấy, ok luôn đấy anh ạ. Đấy, cái này nữa là vừa zin. Vừa zin. Ok. Nào từ từ. Nào. Vâng anh ơi, anh cũng từ trên không? Chỉnh chỉnh để lá sen. Ok. Quá vâng anh ơi. Ok ok. Sinh ra là để dành cho nhau. Lá sen đi tí trang trí. Ấy quên rồi. Anh đang định bảo đổ cái măng ớt để vào trong. Thôi nó uống hết nước măng ớt rồi. Không cần nữa, tại vì đổ thì nó xuống mất dưới đất, không cần thiết. Bây giờ đốt. Bật lửa. Rồi. Mày đi lấy đi. Okay. Mọi người bảo món này sẽ thành công không? Mình hy vọng là sẽ thành công. Ok đấy mọi người ạ. Cái món này những cái món úp nồi là siêu đơn giản mọi người. Nhưng mà quan trọng là chất lượng. Đơn giản ngon. Nhưng mà ngon. Đây, trông kéo nó cháy lan thang nhé. Ok anh. Đấy. Sắp được rồi nhé mọi người nha, nốt mẹ này nữa thôi. Hy vọng là thành công. Được đúng hàng đấy mọi người nhé. Đợi mãi mới đến cái giây phút gọi là chén mọi người ạ. Măng ra đây đi, lấy măng ra đi. Đấy mà còn tí măng ớt mà ăn phê anh nhỉ. Không biết là có thành công không mọi người đoán thế nào. Đây. Xem nào. Ngon đấy anh ơi. Chà. Ok đấy, ok đấy. Nào, đưa mâm đây. Đây anh ơi. Chà chà. Chín tới. Thôi. Đây, đây nhá mọi người nhá. Đấy, chín thế này là ngon này. Chín thế này là đẹp này, vàng rộm này. Nó không bị cháy. Mấy con mé bên kia chín đỏ hơn anh nhỉ. Đây, con nào cũng ngon. Ui, con này xung rộm ra luôn. Đấy, đấy. À, cầm nhá. Làm trứng lắm ạ. Măng ớt ở dưới luôn, măng ớt ăn được luôn mà. Ok. Ớt nấu gọi là xông lên tan mùi măng ớt anh ạ. À, thơm tối rồi đấy. Mọi người đã được ăn chạch nướng măng ớt bao giờ chưa? Đỉnh của chóp luôn đấy. Mình chưa được ăn, thế mà nó là đỉnh của chóp. Nhưng mà ngửi này là biết là hương vị ôi trời luôn. Thăng. Đấy, mọi người thấy mâm gì nhỉ? Chạch úp nồi của anh em mình ok không? Anh em mình vừa kiếm ra cái chỗ ngồi gọi là cũng kinh điển cơ. Đấy, ok luôn. Lấy ngồi điều hòa. Bồ Tát không phải Bồ Tát mà là chạch ngự hoa sen. Ăn
món chạy này nhá. Mình chạy lấy. Phải làm xì dầu mù thạt thật cay à. Ây da, nó mới phê. Rồi, ngon chưa mọi người? Siêu tê anh ạ. Nào, xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Bóc ra. Còn cái giấy đây này. Đó. Đây. Đấy. Ui. Ui. Mày bóp mạnh quá. Sao nó buồn đấy? Anh bóp mà. Mày bóp trước, lực của mày trước. Wow. Nhúng vào, à đây. Quắng nó lên đã. Quắng lên trong quấy. Lá lốt nhá, quấn lá lốt vào. Chạch phải quấn lá lốt nhá mọi người nhá. Em phải đả một con này. Nghe kiểu ngọt lắm ấy. Thêm tí. Mời tất cả mọi người nhá. Vậy đây, chấm mất sữa. Mày thử trước đi. Xoay bánh. Sốc à? Phát lên đây luôn. Sốc gì cả. Mời mọi người nhá. Number one. Thêm măng ớt nhá. Phải kẹp măng ớt vào này này. Lâu ngày không ăn chạch thịt nó ngọt rồi đấy. Kẹp măng ớt vào như thế này này. Đấy, chấm vào đây này. Mình không dám chấm nhiều. Thấy cả này cay rồi đấy. Hả? Ngon đấy ạ. Em phải hãm. Ui da, hôm nay uống hàng VIP à anh? Pepsi nữa, Pepsi đen nữa cơ. Không biết VIP hay là lộ. Ôi da, cái hạng mới. Mời cả mọi người nhá. Uầy, món chạch này ok nhá mọi người nhá. Vị mình sẽ ăn không để xem là nó không chấm một xì dầu mù tạt nữa, mà sẽ ăn không để xem nó có ngấm bị măng ớt gì không nhá. Đây, một món chạch chín nó màu nó sẽ như này nhá. Mình thấy là nó chưa được màu lắm, đáng nhẽ ra ở dưới này phải khô hơn nữa. Tại vì úp nồi thì anh em mình cho ra không biết cho ra. Pepsi này ngon đấy, nhiều Pepsi Light Fanta ấy. Ngon. Pepsi này trước là không ngon mà. Nó không được ngấm măng ớt mấy đâu. Măng ớt như kiểu là nó ngấm ở vào ngoài da, cái chỗ nó sẽ mấy bỏ cua. Cái chất nhờn của con cá gì à, con chạch gì thôi. Nói gì à? Ngon. Con này khô này. Con này khô anh ạ. Con nào phải có trứng cơ. Con này khô này. Xôi ôi. Xôi ôi. Khô như này mới ngon mọi người ạ. Chưa thấy con nào quả trứng cả. Quả trứng nó mới ngon. Các tưởng mình thích ăn lá lốt sống. Lá lốt em chỉ thích ăn với ong rồi. Nè, chạch. Chạch ăn lá lốt ngon mà. Hơi tiếc một xíu, đáng nhẽ ra phải nướng khô tất như thế này nhá mọi người nhá. Trên này nó cũng khô này, dưới này cũng phải khô này, nhưng mà trên này khô rồi, ở dưới chưa được lửa, hết rơm mất. Đoạn dưới đoạn đầu nó chưa khô anh nhỉ. Nhưng mà vẫn cứ là ok nhá mọi người nhá. Ngon. Vẫn rất là ngon. Ui. Đấy. Còn cái con trứng chắc. Biếu anh cái quả này. Gọi là number one luôn. Con này chắc chắn có trứng nhá mọi người nhá. Nhìn nào. Mình sẽ khai quật trứng ra xem. Ấy. Uầy, trứng nó còn sống. Không được. Con này trứng sống. Con này bụng to quá, trứng sống nhá mọi người nhá. Này. Sống rồi anh. Chưa chín nữa. Đấy. Thiếu tiếc một cái, thiếu 5 phút nữa. Ăn con nhỏ thôi. Tức là con này nó to quá. Nó còn sống trứng này. Đấy. Những con nhỏ như thế này này. Nhưng con nhỏ lại chả có trứng anh nhỉ. Con nhỏ thì lại không có trứng, nhưng con nhỏ thì lại chín ngon như thế này. Tiếc. Chắc ở đâu đây có hang ếch. Vâng.
Chạch này là món đồ nhậu cực ngon. Và anh em mình còn một món đồ nhậu nữa cực ngon nữa là món nhái khô nhá mọi người nhá. Món nhái khô thì vừa rồi mưa to gió lớn là bắt được một mẻ nữa rồi, tầm độ 200 cân nhái khô. Hôm trước thì bán hết sạch cái đợt hàng trước, cái đợt mẻ nhái khô trước thì thiếu hàng, thế nên là nhiều người đặt hàng rồi phải đợi. Mọi người cứ inbox vào Zalo số 0981640046 nhá mọi người nhá. Cứ thử một lần ăn nhái khô của anh em mình, bảo đảm phê luôn, cực kỳ ngon luôn, món nhậu cực kỳ ngon luôn nhái khô. Anh em không phải là góp tay anh em mình làm đâu, mà anh em mình chỉ thu thập của các bác dân đi bắt nhái về, xong rồi sẽ gửi công ty làm ăn tuyệt vời luôn nhái khô. Mai mình sẽ làm một món gì nhái khô to một chút để cho mọi người xem nhé. Ai cái gì tan ở trên sống lưng nó ấy, ăn giống thịt luôn ngon. Xem trống lưng nó này. Mọi người đến mình ai nhăn quả sống lưng đến đỉnh không? Quá đỉnh. Ngon đấy nhỉ. Những con như này thì mình thích ăn ngon, ăn hơn giòn và quay. Mà không biết là anh em mình đi quay này có vi phạm mà quyết định 16 nhỉ? Cái gì 16? Chỉ định 16 là sao? Covid là không được tụ tập quá 5 người, ở trên mình 5 người hay 3 người ấy. Hôm qua mình vừa mới nghe thông báo rồi nên là không nhớ kỹ. Anh em mình giờ cũng chỉ có loanh quanh ở đồng, giá đồng. Ở làng không dám đi đâu, ở nhà người khác không sợ thật mọi người. Nếu ở đâu thì giữ nguyên chỗ đó nhá, không thể không đi tụ tập được, chết đấy, mắc Covid là chết đấy, chết dở đấy. Bây giờ Covid lan ra cộng đồng rất là nhiều rồi, mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Đứng ở đâu ăn ở đâu ở nhà chống dịch, đặt nhái khô về. Đặt nhái khô của anh em mình về làm lương thực dự trữ nha mọi người nha. Nhái khô của anh em mình có thể chiên giòn này, rim mắm này, ăn cơm, uống nhậu, bia, rượu, các kiểu thể loại luôn, ngon cực luôn. Inbox Zalo 0981640046 nha mọi người nha. Ây kìa. Con cua nó lôi con lôi cái con lấy bắt đấy, em nhử im tao cầm đừng thằng lôi con Trạch này ra đã để bắt con cua này. Im nó ra theo mày chuẩn bị thò tay xuống tóm nhá. Ok, lấy con của mày nó chắc. Con cua này nó ăn ăn nghề cái đầu. Mày bỏ tay mày ra, tao giữ nó ra đâu mà bắt. Đấy đấy, được. Ăn cái đầu cá mày làm rồi đúng không? Đấy, từ từ. Bắt được không? Không. Ôi giời ạ. Kỹ cả con cua. Mà con cua nó rút cái gạch của mày mà. Nhấc đít lên phát là bắt được. Này đây, làm mồi. Cua nhiều, cua này rất dễ đánh và rất dễ câu nha mọi người nhé.